trước Tết Nguyên đán 2023, thị trường trong nước chứng kiến sự ra mắt của nhiều loại ô tô. Trong đó tiêu biểu là Honda Civic Tiger và Nissan Kicks 2022. 1. Honda Civic Tiger thế hệ thứ 6 chính thức ra mắt. Công ty Honda Việt Nam chính thức giới thiệu Honda Civic Tiger thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam dịp trước Tết Nguyên đán 2023. Điểm nhấn của Honda Civic Tiger đến từ động cơ 2 lít tăng áp cho công suất 315 mã lực, và mô xoắn cực đại 420 Nm. Mẫu xe hạng C này sử dụng hộp số sàn đặc trưng và hệ dẫn động cầu trước. Sở dĩ Honda Kiwi Tiger vẫn sử dụng hộp số sàn 6 cấp nhằm kết hợp cùng hệ thống vù ga tự động, sẽ khiến người lái quên đi cảm giác giật, khựng khi về số thấp. Ở ngoại thất, Honda Civic Tiger có điểm đặc trưng là logo Honda màu đỏ và màu sơn trắng tùy chọn Champion Seat White. Dù được phát triển trên mẫu Civic nguyên bản, nhưng phiên bản tay giờ có những tinh chỉnh để phù hợp hơn với khối động cơ mới vốn mạnh hơn khá nhiều so với phiên bản thông thường khác biệt tiếp tục xuất hiện ở phần đuôi xe với cánh lướt gió to bản kết hợp cùng cụm ba ống xả đặt tại trung tâm cản sau nhấn mạnh đến khả năng vận hành thể thao thực thụ của honda civic tay vào đến khoang nội thất honda civic tay giờ có tông màu đỏ đen kết hợp ghế ngồi bọc ra lộn màu đỏ tương phản với các chi tiết trên xe màu đen đặc biệt tựa đầu cũng được theo logo tay giờ đính kèm vô lăng Honda Civic Tiger không có nhiều khác biệt so với phiên bản thường. Các tiện ích trên xe vẫn tương tự phiên bản Civic RS. Ví dụ màn hình trung tâm 10.2 inch, kèm kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose tiêu chuẩn, sạc không dây, kết nối USB, Bluetooth, điều hòa tự động hai vùng độc lập có cửa gió phía sau. Honda Civic Tiger sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì Thái Lan với năm màu tiêu chuẩn trắng, xanh dương, đỏ, đen và xám xi măng. Đặc biệt, số lượng Honda Civic Type tại Việt Nam sẽ được giới hạn số lượng chỉ 25 xe, không bán hàng loạt như những dòng xe còn lại. 2. Nissan ra mắt xe gầm cao cỡ B Hybrid đầu tiên. Ngày 2 tháng 11, Nissan Kicks e-POWER chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Kicks e-POWER thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B và cũng là mẫu Hybrid đầu tiên trong phân khúc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kicks trang bị công nghệ e-POWER duy nhất tại thị trường Việt Nam. Ngoại hình thiết kế trẻ trung và thể thao, Xe hướng đến trải nghiệm cảm giác lái và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Xe nhập khẩu chính hãng Thái Lan, bán ra hai phiên bản, gồm E và V, cùng 6 lựa chọn màu sắc trắng, đen, đỏ, xanh, xám, cam. Nissan Kicks Air Power giá 789 triệu cho bản E và bản V giá 858 triệu. Các đối thủ Hyundai Creta giá từ 620 đến 730 triệu, Kia Celtis giá từ 639 đến 759 triệu. Honda HR-V giá từ 826 đến 871 triệu. E-Power phát triển dựa trên công nghệ thuần điện của Nissan Leaf, gồm một mô-tơ điện, pin lithium-ion, bộ biến tần, động cơ xăng và máy phát điện. Mô-tơ điện của Kicks E-Power công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Động cơ xăng 1.2 lít 3 xi-lanh nuôi máy phát điện. Theo kết quả thử nghiệm của Nissan, Kicks E-Power tiêu thụ 2 lít 2 cho 100 km. Xe có 4 chế độ lái gồm NOM, Spot, Eco và F. Ngoài công nghệ Air Power, Kix còn trang bị Air Pedal Step chế độ vận hành một chân ga, tính năng an toàn gồm camera 360, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo chống buồn ngủ, điều khiển hành trình, phanh tay điện tử, cảm biến lùi, phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và 6 túi khí. Kích thước của KICKS Air Power dài 305 mm, rộng 1760 mm, cao 1.615mm. So với các đối thủ, chiều dài và chiều rộng của Kicks nhỏ hơn. Trong khi chiều cao chỉ nhỉnh hơn Honda HRV và thấp hơn Hyundai Creta, Kia Celtis. Chiều dài cơ sở 2.620mm, nhỉnh hơn 10mm so với các đối thủ trong phân khúc như Honda HRV, Hyundai Creta và Kia Celtis. Ngoại hình thể thao, đèn chiếu sáng LED, lưới tản nhiệt v sườn đặc trưng Nissan, đèn hậu LED kiểu dáng boomerang, bộ vành thiết kế 5 chấu nội thất nổi bật với vô lăng đáy phẳng, ghế lái không trọng lực. Màn hình sau vô lăng kích thước 7 in và màn hình, giải trí 8 in kết nối Apple CarPlay Android Auto.